Đã đèn còn cứ bị thằng Tony nó ám. Pha này The Gap chỉ còn nước đi bán than mà thôi. Trên tay vị trí UTG cộng 1. Băng đi cây thì bây giờ là sẽ định chơi kiểu gì đây với GQ? Như vậy là chỉ côn thôi, The Gap 5-4 cũng côn. Cô nàng Way này 9-8 thì tôi nghĩ là chắc cũng côn. Nhưng cô nàng đang ý định bỏ hay sao, chơi cũng rất chắc cốp vẫn 98 off bỏ. Đây rồi Askadas thì đang có ad 3 thì côn. Sau cái lệnh mà ad quy ray lên thì cũng khá nhiều nhà côn không đuổi được ai, và bây giờ flop là 3, 8 và 6. 3, 8 và 6 thì hiện tại là đang có cái đường mà mua thùng K dành cho Lucky Box. Lucky Box Tony đang có đường draw mua thùng và anh sẽ quyết định là ra để bet. Cầm rất nhiều chip ra rồi, không biết là số lượng là bao nhiêu đây. Sia thì đang mua cái sảnh khe nhé, $500. Sia mua sảnh khe, tôi nghĩ là không chơi rồi. À, bạn đi cậy không chơi luôn, Avlog không chơi. The Gap thì đang có sảnh hai đầu, cũng côn vội. Hit 3 là người đang duy nhất hit, cũng không chơi. Vâng, AdQ thì open xong thì té rồi. Bây chỉ còn nhà mua thùng và mua sảnh hai đầu. Liệu có lá rô hay không? Đó là lá 7. Vâng, ra sảnh luôn dành cho The Gap. Nhưng mà lại nở cái đường sảnh hai đầu trên dành cho Lucky Box nha. Nó lại ảo ma Lazada, thế bài Lucky Box bây giờ rất khỏe. Cũng là thuộc dạng Monster Draw, mua thùng rồi mua sảnh trên. Trong khi đó thì The Gap đang có sảnh dưới. $1,500 The Gap lao ra với cái sảnh của mình. Tôi nghĩ là Lucky Box thì với cái bài này thì không côn không được. Có khi lại có khi ray lại. Mà thôi, bài hệ vẫn là mua bán thì tôi nghĩ là nên là côn cho nó an toàn, ra thì đánh còn không đỡ mất tiền. $1,500 cũng không phải là con số nhỏ. Bây giờ đang hỏi luôn là xem là còn là bao nhiêu, còn $6,680 và khả năng là chơi luôn cái bài Odin khi mà đang rất nhiều chip. Đây là một kỹ thuật chơi bully. Nhưng liệu có bully được The Gap không khi The Gap đang có sảnh. Rồi như vậy là chỉ côn thôi. Chỉ côn để chờ xem lá river đó là lá gì. Rồi, nó lại là thùng nắp luôn. Vâng, thùng nắp dành cho Lucky Box Tony luôn. Bây giờ thì anh đang diễn như thế nào để có thể value được nhà The Gap đây? Bây giờ chỉ là cái vấn đề là nghĩ làm sao ăn được nhiều tiền nhất thôi. 6.680, thực ra nếu anh biết nhà The Gap đang có sảnh thì anh nghĩ là cũng dễ để ăn tiền, tôi làm một lệnh 3.000. Thế là xong The Gap khả năng là all in. Absolute nuts. Cannot be beat. 4,000. Như vậy là làm lệnh 4.000. The Gap bây giờ đang suy nghĩ với cái sảnh của mình đây. Nó lại là cái sảnh dưới. Khả năng cầm 9-10 thì côn luôn. Chứ cầm 5-4 thì đang suy nghĩ. No. Khả năng đọc đối phương thùng thì cũng hơi khó. Đây thấy là sổ ra này thì khả năng là sảnh trên này. Rồi hình như là anh đang đọc là hình như là dễ là mua thùng rồi. Is queen six good, man? Oh no. Anh nhận đọc được bài đối phương là Q6 thế này, chết tôi không. Q6 lại lồ ra đây làm gì chứ đấy. What a nightmare. Rồi như vậy là côn. Dead luôn. Cheers to DJM. WPT Poker Global, uy tín toàn cầu, tặng 2 đến 25 đô cho khách hàng mới. Đi gáp vừa mở pot với 97 suited. Wave Creator vẫn côn. Tony Phạm vừa có một cú squeezy 3 bet. Blank là $820 với gì 6 off. Ý tưởng rồi.
đi gáp vẫn còn. Wave và Grejadu đã thoát ở đây rồi. Heads up là Tony Phạm và đi gáp. Chúng ta cùng chờ đợi flop xem. 8-5-6, sảnh tươi luôn dành cho đi gáp ngay tại flop rồi. Sảnh nắp trên mặt Rainbow. Đi gáp không hiểu là mình thua ở đâu nữa đây. Tony Phạm còn ý tưởng gì không? Nếu ý tưởng ở đây sẽ là rất nguy hiểm. Xì bẹt rồi, khi anh cũng là người hit một middle pair. Lệnh xì bẹt của Tony Phạm là bao nhiêu đây? 2000 là lệnh bẹt tiếp theo của Tony Phạm. Đi gáp xem lại bài của mình một lần nữa. Nghĩ cách mà diễn xuất ăn thêm của Tony Phạm thôi, còn gì nữa đây. Quyết định của Tony Gap là côn để ăn thêm một vòng sau hay quyết định chấm dứt luôn cái pot này. Vậy là đi gáp quyết định re lên luôn để kiểm tra xem Tony Phạm có cái gì để mình value trong hand bài này. Lệnh re của đi gáp đưa ra là 4800 đô. Nhưng mà cái gì đây, Tony Phạm có ý tưởng không đúng ở đây rồi. Một lệnh cướp luôn bằng ngon lìn. Đi gáp côn rất nhanh và mở ra cái sảnh tươi của mình. Phép màu nào dành cho dân chơi gốc Việt ở đây. Đi gáp không phải tốn công sức để diễn xuất mà value cho hand bài này, mà Tony Phạm tự lao đầu vào rõ luôn. Nhưng biết đâu đó phép màu xảy ra dành cho Tony Phạm thì sao. Có một lá gì rồi. Bây giờ Tony Phạm đây có cửa mở ra cái cú lũ của mình. Khi một lá gì chia ra, Tony Phạm đã đứng lên rồi. Và liệu rằng có gì có 6 tạ river không? Tony Gap có lẽ phải rất đau đớn khi mà một cái cú lú running của Tony Phạm chia ra để bẻ một cái sảnh nắt của mình. River có gì hay 6 không? Chúng ta đều rất hộp chờ đợi xem. River là 6 rồi. Một phép màu thực sự đã dành cho Tony Phạm. Đi gặp có lẽ là rất đau đớn. Cái sảnh tươi của anh chưa kịp vui mừng nhưng đã phải ngã xuống bởi một cái cú lú running của Tony Phạm khi quyết định gamble all in ở đây rồi. Quá đáng tiếc cho cái sảnh tươi đi. Đi gặp cay đắng là như vậy nhưng Tony Phạm là người có lẽ phải rất vui mừng. Liên tục tip cho em gái service ngồi ở ngoài rồi. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Đi gáp không hiểu thua ở đâu thì bây giờ đã phải hiểu rồi. Một cái cú lú running của Tony Phạm đã ghép bồ thạch cổng. Tham gia giải đấu poker miễn phí, thưởng 12 triệu, lúc 19 giờ hàng ngày. Không cần nạp, tạo tài khoản WPT Global là có vé chơi.